Quý vị thân mến, Công viên Quốc gia Yellowstone của Bắc Mỹ là một địa điểm tham quan nổi tiếng với cảnh trí vô cùng hùng vĩ và sự đa dạng về các quần thể sinh vật và động vật. Tuy nhiên, nằm dưới khung cảnh bình yên đó cũng lại là một lò nham thạch khổng lồ, nơi kiến tạo ra các mạch phun nước và hơn một nửa các nguồn suối nước nóng trên thế giới. Và rồi với các nhà khoa học của NASA thì Yellowstone cũng là một trong những mối đe dọa tự nhiên lớn nhất của nhân loại khi được biết đến là siêu núi lửa. Tuy nhiên, năm 2017, đứng trước những hiện tượng bất thường của siêu núi lửa Yellowstone, các nhà khoa học cũng đối mặt với một vách đá không thể vượt qua, đó là không biết chính xác khi nào siêu núi lửa Yellowstone thức giấc. Về Yellowstone, để dễ hình dung về sự hủy diệt của nó, người ta có bốn từ ngắn gọn để nói về nó: thảm họa toàn cầu. Theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học làm việc tại Đại học Utah, túi dung nham của Yellowstone dài 88 km, rộng 48 km và sâu 14,5 km. Nếu Yellowstone thức giấc, giải phóng lượng dung nham và khói bụi khổng lồ, thì không chỉ nước Mỹ mà hầu hết những phần còn lại của thế giới sẽ phải đón nhận một trong những biến cố như là tận thế vậy. Trước những hiện tượng bất thường của Yellowstone, NASA đã lên kế hoạch với chi phí ước tính lên đến 4,5 tỷ đô la để mở một đường khoan sâu 10 km vào buồng dung nham phía dưới để bơm nước với áp suất cao nhằm làm lạnh dung nham nóng chảy. Việc này cũng giống như việc xì hơi nồi áp suất, nhưng điều dễ hiểu là nồi áp suất này không chỉ cần phải xì hơi mà còn cần tắt lửa ở dưới đáy nồi, hay quan trọng hơn là nhấc nồi áp suất ra khỏi bếp. Nhưng với Yellowstone thì không thể, vì chẳng ai có thể tắt được nguồn nhiệt ngày càng tăng phía dưới, và kế hoạch xì hơi của NASA càng trở nên không chắc chắn khi mới đây trên tạp chí khoa học về trái đất và không gian có mô tả các nhà khoa học đã sử dụng hệ thống màng cảm biến địa chấn lớn nhất thế giới để lập được bản đồ vùng vực sâu trái đất có lượng dung nham nóng chảy bao phủ 1,8 triệu km vuông. Và vùng vực sâu dung nham nóng chảy này nằm ở phía tây Hoa Kỳ, cách bề mặt trái đất 350 km và có diện tích bằng 1/5 nước Mỹ. Phát hiện này thách thức sự hiểu biết được chấp nhận về lượng dung nham mà trái đất chứa nhiều hơn những gì được hiểu trước đây. Các nhà khoa học cho biết, sớm hay muộn thì dung nham này cũng sẽ trồi lên trên mặt đất thông qua các vụ phun trào núi lửa. Và điều đáng sợ là Yellowstone là một trong những miệng núi lửa hiện hữu trên bề mặt của vực dung nham khổng lồ đó. Điều này khiến người ta liên tưởng đến Yellowstone như một chiếc nồi áp suất được gắn chặt vào nguồn nhiệt đang không ngừng gia tăng phía dưới. Mặc dù các nhà khoa học đã đưa ra nhiều dự đoán, nhưng một lần nữa, chúng cũng chỉ là dự đoán. Và người ta thật sự không biết khi nào thì Yellowstone sẽ thức giấc. Quý vị thân mến, nếu nhìn về từ vũ trụ, trái đất của chúng ta thật tươi đẹp với biển cả bao la, núi non hùng vĩ và cùng với đó là biết bao kỳ quan không khỏi khiến ta sửng sốt. Thế nhưng có điều gì đó con người vẫn không thể hiểu được, vì dưới làn nước êm dịu đó có thể bùng phát những cơn sóng thần hủy diệt cao hơn 30 mét như đã từng xảy ra năm 2004 tại Nhật Bản. Rồi bầu trời xanh tựa như ngọc bích đó bỗng dưng đổ sập xuống với những cơn mưa đá, gió lốc cuốn bay tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Và không thể không nhắc đến những ngọn núi cao vững chãi hiên ngang bỗng rúng động kịch liệt và phun trào dòng nham thạch chết chóc nóng bỏng. Và câu hỏi đặt ra, phải chăng trái đất và bầu trời chỉ đang vận hành theo quy luật vật lý hóa học, hay còn bị chi phối bởi một điều gì, một quy luật khác mà khoa học chưa có câu trả lời? Trái đất là một hành tinh vô tri giác hay là một thực thể sống động biết vâng lời? Kinh Thánh có câu trả lời nào cho vấn đề trên? Trước hết, nói về ai, cái gì đang chi phối trái đất vượt ra ngoài những quy luật vật lý hóa học? Chúng ta thấy câu trả lời hé mở trong Sáng Thế Ký đoạn 7 khi viết: Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời này ta thấy ngươi là người công bình trước mặt ta. Trong các loài vật thanh sạch, hãy đem theo mỗi loài 7 cặp, đực và cái. Còn loài vật không thanh sạch, mỗi loài 1 cặp, đực và cái. Cũng hãy đem theo những chim trời, mỗi thứ 7 cặp, trống và mái, để giữ giống trên khắp mặt đất. Vì còn 7 ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống trên mặt đất, trong 40 ngày và 40 đêm,
ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết các loài của ta đã dựng lên. Và rồi 7 ngày sau, biến cố đại hồng thủy xuất hiện trên mặt đất như Kinh Thánh chép. Nhằm năm 600 đời của Noe, tháng 2 ngày 17, chính ngày đó các nguồn của vực lớn nổ ra và các đập trên trời mở xuống. Mưa sa trên mặt đất trọn 40 ngày và 40 đêm. Những câu Kinh Thánh trên tiết lộ Đức Chúa Trời điều động cơn đại hồng thủy của Ngài khi ấn định khi nào mưa và thời gian mưa lụt là bao nhiêu ngày. Sẽ rất dễ để người ta xếp Kinh Thánh và câu chuyện đại hồng thủy vào thể loại thần thoại. Nhưng thật đáng ngạc nhiên là trong tác phẩm Những Mặt Trăng, Thần Thoại và Con Người của Bellamy, một giáo sư người Anh và là một nhà khảo cổ học, ông đã thu thập được gần 600 huyền thoại về đại hồng thủy trên toàn thế giới. Từ những nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Babylon, Lưỡng Hà, Sumeri, Peru, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, châu Mỹ, xứ Wales, Hawaii, Scandinavia, Sumatra, Bolivia và ngay cả Việt Nam. Tất cả đều có các phiên bản riêng về một trận đại hồng thủy cực lớn toàn cầu. Và trong tất cả những phiên bản khác của truyền thuyết đại hồng thủy mà Bellamy đã thu nhập, hầu hết đều có các chi tiết cụ thể rất tương đồng với câu chuyện đại hồng thủy trong Kinh Thánh. Ví dụ như, thứ nhất, sự cảnh báo về trận lụt sắp tới. Thứ hai là việc đóng một chiếc tàu trước khi sự việc xảy ra. Thứ ba là bảo tồn nhiều cặp đôi của các loài động vật. Thứ tư, về việc cứu sống gia đình. Thứ năm là dùng cách thả chim để xác định liệu xem mực nước đã rút xuống hay chưa. Sự giống nhau đến mức đáng kinh ngạc giữa các truyền thuyết về đại hồng thủy được tìm thấy ở tất cả mọi vùng miền trên toàn thế giới đã chỉ ra rằng tất cả chúng phải bắt nguồn từ cùng một nguồn gốc. Một sự kiện toàn cầu chỉ vì lưu truyền quá lâu đời cho nên mới có một vài điểm khác biệt nhỏ mà thôi. Điều đáng lưu ý ở đây là trong Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 11 Kinh Thánh tiết lộ là bầu trời vâng mạng lệnh của Đức Chúa Trời để đổ mưa xuống, trái đất vâng mạng lệnh của Đức Chúa Trời khi mở các vực sâu để nước phun trào. Nhằm năm 600 của đời Noe, tháng 2 ngày 17, chính ngày đó các nguồn của vực lớn nổ ra và các đập trên trời mở xuống. Thật kinh ngạc là vực sâu được nói đến trong Kinh Thánh cũng lại được các nhà khoa học phát hiện ra và được nói đến như là đại dương thứ hai trong lòng trái đất. Có nghĩa những nhà khoa học này đã phát hiện ra nguồn gốc dòng nước được phủ trên mặt trái đất lại đến từ bên trong lòng trái đất. Dòng nước đầu nguồn này lớn đến mức có thể làm ngập tràn 3 lần đại dương của trái đất. Chúng ta ai cũng biết vỏ trái đất gồm nhiều tầng địa chất và phần nước khổng lồ đó người ta tìm thấy là trong khu vực chuyển tiếp giữa lớp phủ dưới và lớp phủ trên. Khu vực này nằm tương đương 400-660 km ở ngay dưới chân của chúng ta. Nghiên cứu này đã được tiến hành bởi các nhà khoa học địa lý của Mỹ và Canada. Họ đã sử dụng các dữ liệu thu thập được từ hàng trăm máy đo địa chấn rải rác khắp trên nước Mỹ để liên tục nghe ngóng các chuyển động của các quyển manti hay còn gọi là khu vực chuyển tiếp của lõi trái đất. Phát hiện cho chúng ta thấy hệ thống duy trì sự sống trên bề mặt trái đất đảm bảo tính ổn định, điều hòa từ thời tiết đến nhiệt độ đều hoàn hảo đến kinh ngạc. Theo trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Graham Pearson thuộc trường đại học Alberta, Canada tuyên bố thì nếu lượng nước này không được cất giữ dưới lòng đất, nó sẽ làm trên bề mặt trái đất và đỉnh núi sẽ là mảnh đất duy nhất con người có được. Khám phá của các nhà khoa học đã chứng minh đại hồng thủy trong Kinh Thánh là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Quý vị thân mến, mấy ngày nay bờ Tây của nước Mỹ nhiều nơi dường như đang chìm trong khói lửa. Một loạt các đám cháy rừng dữ dội chưa từng có, thậm chí không tìm ra nguyên nhân ở Oregon đã phá hủy nhiều thành phố. Các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực chống chọi với ít nhất 35 đám cháy lớn ở đây với diện tích gấp đôi thành phố New York. Sức gió lên đến 80 km một giờ đã khiến cho hỏa hoạn lan nhanh chỉ trong vòng vài giờ, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà. Và cũng cách đó hàng trăm dặm thì miền Bắc Cali cũng đang chìm trong khói lửa. 64.000 người đã phải sơ tán khỏi 28 đám cháy lớn trên khắp bang đông dân nhất nước Mỹ này. Với mọi cái đang xảy ra quá bất ngờ, thậm chí không rõ nguyên nhân, nhiều người để cứu mạng đã phải vội vã chạy sơ tán khỏi căn nhà mà mình mới mua.
Có cặp vợ chồng đã bị bỏng nặng nhưng vẫn không thể cứu được mạng sống của cậu con trai 1 tuổi khi cả nhà đang cố chạy trốn khỏi đám cháy của quận Okanogan. Trước những cảnh tượng đau lòng đó, thì nhiều câu hỏi đặt ra là nếu các tai họa cứ tiếp tục xảy ra trong nhiều cách khác nhau, thì làm thế nào chúng ta được cứu thoát khỏi sự phán xét của Chúa đang cận kề như lời Kinh Thánh chép? Thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bấy giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Và có lẽ câu trả lời cũng nằm ngay tại đâu đó khi quan sát cuộc đời của Noe. Điều gì đã giúp Noe và gia đình ông được cứu thoát cũng sẽ giúp chúng ta được cứu thoát. Trước hết, Đức Chúa Trời phải thấy được nơi chúng ta không chỉ bề ngoài với nhãn mác là cơ đốc nhân, nhưng Ngài còn phải nhìn thấy đời sống không chỉ là được xưng công bình, nhưng còn là lối sống công bình không chỗ trách được của chúng ta. Đức Giê-hô-va phán cùng Noe rằng: ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời này ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta. Thứ hai, chúng ta phải có một đôi tai nghe được tiếng của Đức Chúa Trời. Sẽ có nhiều người nói rằng nếu Đức Chúa Trời nói với mình như đã nói với Noe thì họ sẽ nghe. Nhưng sự thực, những gì cần nói với hội thánh và nhân loại, Đức Chúa Trời đã nói trong Kinh Thánh. Và ngày nay, Ngài vẫn đang nói qua mọi cảnh báo trên khắp thế giới mỗi ngày, càng rõ ràng về điều Ngài đã tiên tri hàng ngàn năm trước về thời kỳ cuối cùng. Ngài cũng phán cùng họ rằng, dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước lọ nghịch cùng nước kia, sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Và cũng thật kinh ngạc, hơn 2.000 năm trước, Kinh Thánh đã tiên đoán về tình trạng hư hoại của chúng ta trong thế kỷ 21 này thật không thể rõ ràng hơn. Hãy biết rằng trong ngày sau Rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Quý vị thân mến, trước những khám phá đáng kinh ngạc về cấu trúc trái đất, những chứng cứ lịch sử, những chứng cứ khoa học, thậm chí là chứng cứ trong các nền văn hóa, và rồi trước những thiên tai thảm họa không ngừng xảy ra khắp mọi nơi, tất cả những điều trên đang dẫn chúng ta đến một kết luận vững chắc về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời cũng như sự tể trị tuyệt đối của Ngài trên mọi tạo vật và trên dòng lịch sử của nhân loại. Và chính những điều này cũng đang đặt hội thánh và nhân loại đối mặt với một thực tại: thế giới đang cận kề với ngày đoán phạt của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, với những cơ đốc nhân thật thì thiên sứ của Đức Giê-hô-va sẽ luôn đóng trại quanh kẻ kính sợ Ngài và giải cứu cho. Vậy nên điều đáng sợ đối với hội thánh sẽ không phải là nghịch cảnh hay thảm họa, mà là đời sống hữu danh vô thực, gọi mình là người theo Chúa nhưng lại chìm đắm trong thế gian này và chẳng hay biết gì về dấu báo về sự tái lâm của Ngài đang đến gần. Và Kinh Thánh chép: vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng lên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình hầu cho Chúa thấy anh em ăn ở bình an, không giấu vít, chẳng chỗ trách được. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một tâm linh tỉnh thức để nhìn biết điều gì là điều còn lại đến đời đời, để rồi như lời Kinh Thánh dạy chúng ta, lạy Chúa xin dạy con biết đếm những ngày của Chúa, hầu cho con được lòng khôn ngoan. Xin Chúa ban phước trên quý vị. Amen.